Tiếp tục chuyển động 24 giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Việt Hạ, dự báo Hà Nội ngày hôm nay sẽ đón không khí lạnh, diễn biến không khí lạnh đến đâu rồi ạ? Bởi vì tôi thấy Hà Nội ngoài trời hiện vẫn còn khá là oi ạ. Dạ vâng, hiện không khí lạnh thì đang bị chững lại ở khu vực vùng núi và khả năng là phải đến chiều tối nay thì mới tác động xuống đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội ạ. Và theo cập nhật tới hiện tại thì không khí lạnh mới chỉ chớm tới vùng núi tại Cao Bằng và Lạng Sơn. Với tốc độ di chuyển chậm thì đến chiều nay không khí lạnh mới xuống tới khu vực Trung Du và phải sau 16 giờ chiều thì mới tác động tới khu vực đồng bằng. Và đáng chú ý là đợt không khí lạnh này thì bản chất đó là khô và không gây mưa nhiều. Cùng với trường gió phân kỳ trên cao thì sẽ làm xua tan mây. Như vậy chiều nay thì mưa cũng sẽ giảm nhanh. Ngay cả với khu vực vùng núi phía Tây Bắc có mưa lớn cả 100mm từ đêm qua cho tới giờ thì khả năng đến chiều nay mưa cũng sẽ ngớt dần. Tại thủ đô Hà Nội thì trước khi không khí lạnh về, trời vẫn sẽ khá oi với nhiệt độ cao nhất đầu giờ chiều nay vào khoảng là 29 độ C. Đến khoảng chiều tối thì trời có thể sẽ xuất hiện mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh xuống, thế nhưng mà cũng xảy ra rất nhanh và chỉ khoảng 30 phút. Sau đó thì trời sẽ tạnh ráo trở lại và càng đến tối và đêm thì nhiệt độ sẽ hạ dần xuống, 22 giờ chỉ còn khoảng 25 độ C. Với thành phố Hồ Chí Minh thì trưa nay trời vẫn nắng mạnh và khá nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 34 độ C. Đến chiều thì mưa dông có thể sẽ quay trở lại và kèm theo cả dông sét, gió giật mạnh. Còn bây giờ thì xin mời tiếp tục các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.